Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong tỉnh tổ chức dạy học theo hình thức trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, các trường học trên địa bàn Nghi Xuân cũng đã chủ động thực hiện tốt các nội dung cho việc dạy và học, đồng thời tăng cường phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo đúng quy định. Nội dung này sẽ được phản ánh rõ hơn trong phần đầu của trang địa phương hôm nay. Ngay khi bậc học mầm non trở lại trường, bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng, các cán bộ giáo viên trường mầm non Xuân Giang phối hợp cùng lực lượng thanh niên tình nguyện, y tế, công an địa phương có mặt tại cổng trường để hỗ trợ việc đo thân nhiệt cho trẻ, phân luồng, nhắc nhở phụ huynh không tụ tập đông trước cổng trường. Trường mầm non Xuân Giang đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch cho 319 học sinh ngay từ ngày đầu tiên đến lớp trong năm học mới. Chúng tôi đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ trong và ngoài lớp và sân trường và ngâm các cái đồ dùng, đồ chơi ở trong cái chloramin B. Hàng ngày thì chúng tôi cũng vệ sinh. Rồi là chúng tôi đã làm các cái phân luồng để cho phụ huynh đi theo khối 3 tuổi thì vì là chưa quen nên là chúng tôi cho trẻ phụ huynh đưa trẻ vào trường. Còn khối 4 tuổi, 5 tuổi thì bố trí giáo viên, mỗi lớp một giáo viên là ra đón trẻ ở cổng lớp. Nhà trường đã ra trực tiếp là đón trẻ từ tay của phụ huynh, rồi là đo nhiệt độ, khử khuẩn và đón trẻ vào đến tận các lớp. Đối với bản thân tôi thì rất là an tâm với cái cách thức trong cái dịch chuyển biến phức tạp mà hội đồng sư phạm và ban giám hiệu trường làm thế này thì là rất là an tâm cho trẻ trong công tác dạy và học, đảm bảo được là tốt phòng chống dịch cũng như là công tác giáo dục trẻ. Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, tất cả các trường học trên địa bàn huyện Nghi Xuân đang triển khai việc dạy và học năm học 2021-2022 một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, công tác tuyên truyền thực hiện phòng chống dịch COVID-19 được các nhà trường xem là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên khi học sinh đến trường. Để chuẩn bị thực hiện tốt cái chương trình năm học 2021-2022, một cái năm học rất là đặc biệt, thì nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ mọi cái điều kiện để tổ chức dạy học trong cái tình hình mới và thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch. Nhà trường đã chủ động tổ chức tập huấn nội dung chương trình, điều chỉnh chương trình phù hợp với cái tình hình mới và sẵn sàng mọi điều kiện, mọi phương án cho dạy học, kể cả dạy trực tuyến và dạy trực tiếp. Còn trong công tác phòng chống dịch, nhà trường chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch. Trước hết là tổ chức cho tuyên truyền cho tất cả phụ huynh học sinh để thực hiện tốt cái thông điệp 5K, thực hiện tốt cái tình hình diễn biến dịch thời điểm mới nhất. Tiếp đó thì nhà trường bổ sung các cái thiết bị y tế. Huyện Nghi Xuân hiện có 49 trường học các cấp, trong đó có 17 trường mầm non, 17 trường tiểu học, 10 trường trung học cơ sở, 1 trường tiểu học và trung học cơ sở, 3 trường trung học phổ thông và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên. Năm học 2021-2022, toàn huyện có gần 5.800 học sinh bậc học mầm non, 9.237 học sinh tiểu học, 5.733 học sinh khối trung học cơ sở và trên 3.900 học sinh trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên. Năm học mới diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp. Theo quy định, hướng dẫn của cấp trên, ngành giáo dục Nghi Xuân đã chủ động chỉ đạo các nhà trường tổ chức thực hiện việc dạy và học, đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế. Trong điều kiện là dịch bệnh phức tạp, trước hết là nhiệm vụ hàng đầu đó là đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trong quá trình giảng dạy học tập và xây dựng chương trình kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện diễn biến của dịch bệnh và chủ động linh hoạt sáng tạo trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức dạy học ở các nhà trường. Thứ hai nữa là đẩy mạnh phong trào thi đua trong các nhà trường, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, trong đó đối với trung học cơ sở và tiểu học thì vừa là thực hiện song song hai chương trình hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở tiểu học thì thực hiện lớp 1, lớp 2 và ở trung học cơ sở thì khối 6. Còn đối với giáo dục mầm non thì thực hiện tốt chủ đề giáo dục trẻ, lấy trẻ làm trung tâm và xây dựng môi trường
vừa phù hợp cho trẻ để đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo và hình thành các kỹ năng cơ bản cho trẻ. Việc đón học sinh trở lại trường học trong giai đoạn hiện nay vẫn còn nhiều nỗi lo, nhưng với tinh thần vượt qua khó khăn để dạy học đạt hiệu quả cao nhất trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, các trường học ở Nghi Xuân đã và đang chủ động các phương án một cách linh hoạt, phù hợp với thực tế để thực hiện việc dạy và học đảm bảo tốt nhất.